đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng. Chương trình Những Hóa Thân số 4 chính thức diễn ra tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, quy tụ lực lượng hùng hậu hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ, vũ đoàn, ekip hậu kỳ nổi tiếng nhất đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên có mặt tại quảng trường Nghinh Phong, một trong những quảng trường nổi tiếng nhất Việt Nam, với hơn 30 màn trình diễn mãn nhãn, chuyên nghiệp nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, kêu gọi chung tay bảo tồn các công trình di tích, di sản Việt, giữ gìn các phong tục tập quán vùng miền người Việt, dân tộc Việt Nam. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên cùng nhiều đài phát thanh truyền hình trên toàn quốc.